Vâng, kính chào các bác nhá. Hôm nay cửa hàng nhà em giới thiệu cho các bác cái lồng bát quái, lồng ba tôm hùm xanh. Lồng này là lồng đuôi đen, thân trắng. Đuôi đen thân trắng, chuyên bắt chuyên đánh nước sông này, nước hồ này. Sông hồ thôi nhá. Các bác đừng đánh nước biển bằng loại này. Cái loại này chuyên đánh sông hồ, không đánh được biển. Đây, cái lồng này là lồng 29 khung. Lồng ba tôm hùm xanh. Đấy. Hàng này thì đang sửa lại cho một chút cho cái bác đấy. Đây này, nó bị trùng ra một chút này đấy. Đấy, bị không buộc lại cái loại đoạn ngang thì em phải bâu kỹ lại cho khách đấy. Ở xưởng sản xuất bên Trung Quốc bên nó không sửa lại nên em phải làm cẩn thận lại cho quý khách yêu cầu. Đây nha, cái mắt lưới của nó là 1,3 cm. Tức là một cạnh của nó đấy là 0,65 cm. Ở cái lưới này là mắt lưới hình mắt cáo, là giống cái mắt cáo hoặc hình quả nhám, là hình lục giác đấy, tứ giác, thì nó rất là chắc chắn, rất là dai. Đây, cái mắt lưới chỉ bằng đầu ngón tay út thôi, phần ba nha, 1,3 cm các bác nha. Đấy, hàng này sắt không sắt cứng, cung sắt đàn hồi. Cao 22, rộng 35. Chiều cao của sắt là 22, rộng 35. Dài của cái lưới lồng này tầm sấp xỉ 10 mét. Đấy. Lồng này là gọi là lồng 3 tôm hoặc 5 tôm. Có chỗ thì đóng là 5 tôm. Có chỗ gọi là 3, có chỗ gọi là 3 tôm, có chỗ gọi là 5 tôm. Đấy. Đầu tím thì là 3 tôm, còn đầu vàng là 5 tôm. Có chất lượng y hệt nhau khác, y hệt nhau hết. Khác nhau là mỗi là cái khung sắt vàng và khung sắt tím. Đấy. Bác nào thích cái làm tôm thì đầu vàng, thích bao tôm thì đầu tím. Đấy, rất là dễ. Cửa vào rất là đẹp này các bác này. Cửa hòm vào rất là vuông, chữ nhật. Đấy, nhìn rất là kỹ, càng chuẩn chi tiết luôn. Đấy, bác có nhìn không? Chúng những con cá từ tầm bàn tay này. Bác thử thoải mái cắp nha. Thoải mái luôn. Không lo sợ hỏng rách tiếc gì hết. Đấy. Ký từng chi tiết. Cái lồng này hiện tại em đang bán với giá là 330.000 một cái. Ngoài ra em còn cung cấp những cái loại dụng cụ câu cá nha, đầu câu cá này, máy câu, lồng bắt quái, mồi câu, có hết nhá. Đấy. Anh em nào, các bác nào cần cái loại lồng bắt quái hay là đồ gì và ngư cụ lưới để cứ báo em. Đây, em xin giới thiệu, hôm nay chỉ giới thiệu cho các bác cái lồng ba tôm thôi, năm tôm đấy, lồng đuôi đen đầu vàng 29 khung, hàng chất lượng cao nha.